Theo lời Duy thì có thể là gia đình vì sốt ruột, bởi vì muốn có cháu đích tôn. Nhưng có thể là vì họ không khéo, không tế nhị. Nhưng biết đâu họ lại thương em thì sao hả? Thương hả? Em không cần ai thương em hết. Ví dầu cậu đông đinh, cậu tre mắt lệ ngập ngừng, khó đi mẹ nhắc con đi trường trường. Mở tập ra. Con không muốn học. Ngồi im. Mợ, sao mợ không để thêm một đứa nữa? Má con nói con của mợ bị chết nên mợ ở không. Má con bắt mợ dạy cho tụi con học để mợ hết ở không. Mở sách ra. Nhưng mà dù sao thì Duy cũng đã làm được những điều mà không một người con trai một trong gia đình nào làm được đâu em. Đó là dọn ra khỏi nhà. Em đã thoát ra rồi. Em phải chuẩn bị cho một cuộc sống mới chứ. Giờ thì em thấy chỉ có chết là hay hơn gì à? Chẳng lẽ em không tò mò xem là ai đã viết bức thư này cho em hay sao? Chị nghĩ là có đó. Bởi vì chị thấy là em đã bực mình khi nghĩ rằng chính chị viết lá thư này, đúng không? Nhưng mà nếu như không phải là chị, không phải là chồng em, thì đó là ai, hả? Mà cũng đâu để làm gì hả chị? Thôi bây giờ về nha, em cứ thử tưởng tượng đi. Nếu như có một người đã muốn chết, rồi tự nhiên họ gặp em, họ lại yêu, họ thấy vui sống trở lại. Nhưng mà bây giờ thấy em buông xuôi, thì không phải là họ bị tuyệt vọng nhân đôi hay sao? Cũng vậy thôi là chị. Bây giờ vậy nha, em thử đặt em vào vị trí của chồng em coi. Ở bên cạnh một người mà em yêu hết lòng, nhưng người đó lại hoàn toàn câm nín, thì em có bối rối, có khổ sở vì thấy người kia đau khổ mà mình hoàn toàn không làm gì được. Chưa hết đâu, em phải nghĩ cho con của em nữa chứ. Con trai em không thể nào nhìn thấy em suốt ngày phải đau khổ và câm nín như vậy được. Hôm qua tôi nhìn thấy em đọc sách. Tôi ước mình hoàn thành cuốn sách trên tay em, để biết được điều gì đó làm em thổn thức, điều gì làm ánh mắt em long lanh thật thụ. Giá như tôi được trò chuyện cùng em. Vợ tôi đẹp lắm á. Cô cẩn thận đó nghe chưa? Không khéo á, ông để ý á, theo cô luôn đó.
Không hiểu sao lần đầu gặp cô tôi nghĩ cô thích cuốn này. Dáng đâu đó có người đợi tốt. Ai vậy? Ba của Cẩm Tú. À. Anh à, anh tìm em có chuyện gì không? À, anh tính nhờ em. À thôi, em kẹt rồi đúng không? Không biết anh đến đây có chuyện gì không nữa. Vậy thôi, em đi đi. Nếu mà không có chuyện gì thôi, lúc khác mình gặp nha. Được rồi, anh đi nha. Lúc nào cũng sách cái chuyện vừa bộn nhà cửa à, dẹp hết cho tôi đi. Chào cô. À, cô đọc xong rồi đó hả? Cũng sắp xong rồi. Mà đọc có hay không? Cho tôi biết cảm tưởng đi. À, hôm nay cô đi mua cái gì đó? Tôi muốn mua mấy tờ giấy gói quà. Vậy cô vô đây. Nè, cô chọn đi. Anh chọn giùm đi. Cô chọn màu hồng này nha. Màu này hả? Ờ, à, đúng rồi, màu đó là đẹp nhất rồi đó. Ủa, ông Căng, ông xuống mua gì sao ông kêu chị xuống mua? Gạo, dầu ăn, một chai nước mắm, một kem đánh răng, còn vợ con, chán. Chán? Mấy ông có vợ con hầu hạ mà còn chán? Thôi, đang vui đừng nói chuyện buồn. Rồi giờ sao? Dầu ăn nè, kem đánh răng nè. Đúng. Nước mắm nè. Rồi. Gạo nè. Đúng, đúng, đúng. Đứng đó chờ chút xíu đi. Qua, lên chưa anh chờ? Vậy phải đi một mình thôi. Nè, rồi, 150. Nè, 150. Cảm ơn. Anh đi trước nha. Em, có chuyện gì vậy? Phải mổ nhanh. Phải mổ là sao bác sĩ? Thủy tinh đục rồi. Nếu mà không thay á, tới một lúc nào đó sẽ không thấy đường. Vậy chừng nào mình phải mổ bác sĩ? Thì càng sớm càng tốt. Nhưng bác sĩ ơi, tôi vẫn còn thấy mà. Rồi mai mốt sẽ hết thấy đường. Tuổi này rồi đó nha. Ờ bác sĩ ơi, có khi nào tôi phải mù luôn không? Vậy mình phải mổ bao lâu hả bác sĩ? À mà không có, ý tôi muốn hỏi bác sĩ là mình nằm viện có lâu không đó? À, chỉ nằm lại trong ngày, vậy nghe. Một tuần. Sao rồi em, đã tìm ra chưa? Chưa nữa hả? Chưa có manh mối nào hay sao? Thôi được rồi, nếu như có manh mối nào thì báo cho chị biết liền nha. Ừ, rồi, vậy nha. Rồi, chào em. Ngân. Dạ. Em cầm bức thư này đưa cho Quế, chuyển cho khách hàng giùm cho chị. Dạ. Coi ở dưới á, chị có bao nhiêu thư mang lên cho chị luôn nghe. Dạ.
Chị, Hoa bây giờ bình phục nhiều lắm rồi đó chị. Em mới vừa nói chuyện với cô ấy xong. Mấy chuyện của Điệp thì Điệp tính giải quyết làm sao? Mấy chuyện đó em... Không biết thì thôi. Chứ biết rồi thì không thể nào chị trở thành đồng phạm được đâu. Chị Nguyệt à. Trung thực là đạo đức hàng đầu của tư vấn viên. Điệp không trung thực với chính mình thì làm sao trung thực với khách hàng? Chị nói vậy. Em... Điệp có tự dằn vặt hay không? Tôi không quan tâm. Nhưng ở chỗ nào có tôi làm thì không có chuyện giả danh được đâu. Chị đã nói như vậy thì em sẽ nghĩ gì? Điệp à, chuyện này nếu mà bị phanh phui trên báo thì có muốn làm tự do cũng không được đâu. Cuốn này lá thư nào cũng hay hết. Nhưng mà nếu hay quá sẽ lòi ra mình viết. Gửi người phụ nữ của tôi. Không được. Vậy lộ quá. Gửi người phụ nữ bí ẩn của tôi. Hôm qua lần đầu tiên anh được chứng kiến em vừa đọc sách được. Người đàn ông nào có được những phút nhận nụ cười đó hẳn phải rất hạnh phúc. Ước gì ngày nào nụ cười đó dành tặng cho. Alo. Em đang làm gì? Em có rảnh không? Em đang bận lắm. Anh gọi em có chuyện gì không? À, anh thấy đêm nay trời đẹp quá. Vậy đó hả? Còn em thì em thấy nóng muốn chết. Anh sao vậy? Anh không sao. Anh đang ở một mình. Tự nhiên anh cảm thấy nhớ em. Cái gì? Nhớ em hả? Em không tin nè. Anh đang bệnh chỗ nào phải không? Em thiệt tình. Tự nhiên anh cảm thấy yêu đời. Mà cuộc đời thì rất là đẹp. Nếu một mai lỡ mất hết thì chắc có lẽ tiếc lắm ha. Tiếc cái gì? So với người đàn ông bình thường thì anh có số đàn bà dư cho tới kiếp sau luôn kia mà. Tại em không sưu tầm thì còn trách ai nữa chứ. Em đâu có như anh được. Nè, nếu như không có gì thì mai gọi nha. Bây giờ em đang lu bu lắm. Mà nè, ngày mai cũng có thể anh trở thành một người khác rồi. Anh đang định làm thơ hay gì vậy? Thôi được rồi, em làm việc đi. Anh sẽ gọi lại lúc khác. Mình tên là Quốc Bảo, năm nay 24 tuổi. Trẻ quá. Trịnh Đình Dĩnh, 35 tuổi. Đặng dạ, Phong. Chào chị. Chào anh. Anh tìm ai? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đi ngang phòng tư vấn thì mở cửa. Tôi vô đại, hỏi tiếp tân nên cô chỉ tôi lên đây. Anh muốn tới tư vấn hả? Nhưng mà hết giờ rồi. Thôi sáng mai anh quay trở lại nha. Vậy hả chị? Chị ơi, chị cho tôi hỏi một câu được không? Thôi được, mời anh ngồi. Dạ.
Có gì thì anh cứ nói đi. Chị ơi, tôi có chuyện này muốn nói với chị nha. Tôi có một người bạn, anh ấy đang gặp vấn đề. Ảnh có một người bạn gái. Hai người họ quen nhau được một thời gian rồi đó chị. Cô gái đó thương ảnh lắm. Nhưng mà khi ảnh bước tới thì cô biến mất tiêu luôn à. Biến mất? Dạ. Tôi cũng chưa hiểu. Tôi cũng vậy nữa, tôi cũng chưa hiểu nữa. Tự nhiên ảnh tới á thì cô trả phòng đi mất tiêu rồi. Cô không để lại một lời nhắn mà cũng không giải thích gì hết trơn á. Nhưng mà lý do tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Không biết thì không thể nào lý giải được. Có thể là trong quá trình quan hệ, cô đó thấy có cái gì đó không hợp. Chắc là vậy á. Sao tôi thấy lo cho cổ quá à? Tôi sợ cổ hiểu lầm. Ủa, mà cổ hiểu lầm cái gì? Thôi, cảm ơn chị ha. Nãy giờ nói chuyện với chị, tôi thấy bình tĩnh hơn rồi. Cảm ơn chị, tôi về. Em à, anh phụ với em để lo cho cháu. Anh biết em không cần, em lo cũng được. Nhưng mà cho em gửi nhà em lo cho con giùm anh. Cảm ơn anh. Cháu ngoại. Vậy là em thành bà ngoại rồi. Ghê thiệt đó. Bà ngoại mà mắt chưa có vết chân chim, tóc chưa có bạc sợi nào. Thôi, em trở vô với con đây. Cảm ơn anh. Em cố gắng lên. Anh biết em giỏi mà. Cố lên em. Không sao đâu. Dù sao thì cũng còn có má Oanh với bà ngoại của nó nữa. Em chỉ sợ là khi em mất việc rồi thì không có ai lo cho cả nhà thôi. Em giỏi như vậy dễ gì mà mất việc được. Bữa hổm bà ngoại làm anh một trận. Chắc buồn lắm hả? Khỏi nói rồi. Nhưng mà dù sao cũng tại em. Em làm gì cũng sai hết. Em làm tốt lắm mà. Anh đọc không sót bài nào của em. Hơi nguyên tắc, nhưng mà tốt. Không nguyên tắc loạn hết làm sao? Thì anh có nói gì đâu. Không phải nguyên tắc thì đâu phải là em. Nhưng anh muốn nhờ em lúc nào đó phá nguyên tắc đó giùm anh. Là sao? Anh muốn ghé nhà em thăm mấy đứa nhỏ. Em nói ngoại giùm anh được không? Thôi, khó lắm, không được đâu. Không được cũng phải được. Nếu không, anh vô đại đó. Thôi được rồi, để từ từ rồi em tính. Thôi anh về đi, em vô với con nha. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. Bữa nay má anh xuất viện hả? Lần nào cũng mua quà cho má hết, anh đúng là tốt ghê á. Không có đâu. Đúng mà, má em nói muốn nhìn một người đàn ông tốt hay xấu á, chỉ cần nhìn cách người đó đối xử với má là biết liền à. Cho nên em thấy anh là người tốt mà. Đã nói không phải mà. Khoan, đã kẹt taxi lẹ đi. Đề đề quá trời mà. Má anh đó hả? Má anh khỏe ghê ha. Mới sanh mà em bé nhìn tỉnh bơ à. Thôi em đi nha, má em sắp xuất viện rồi. Dạ con chào chú. Con chào cô. Má lên sách giùm con mấy cái giỏ. Con chào cô. Đi con. Bà kìa. Cái thằng vợ sanh nằm trong bệnh viện vậy đó mà còn tán gái được hả? À?
Chào anh. Dạ chào chị. Chị có phải tên Thu Nguyệt không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Mà sao anh biết tên tôi? Tôi có hỏi tiếp tân ở dưới nên mới biết tên chị. Tôi tên là Toàn, Trần Quốc Toàn. Chị cũng nhận ra tôi không? Có. Dạ có chứ, mời anh ngồi. Cảm ơn chị. Anh dùng nước đi. Cảm ơn chị. Chiều hôm qua đó là anh nói chuyện của anh đúng không? Chị đúng là tâm lý đó nha. Ủa, mà sao chị đoán ra chuyện đó vậy? Đâu có gì đâu mà khó. Nếu mà anh nói chuyện của người khác á, thì anh đâu có run rẩy, mặt mày tái nhợt như vậy. Thú thật với chị là từ trước tới giờ á, tôi chưa bao giờ đi tư vấn hết á. Nhưng mà hồi chiều hôm qua tôi rối loạn quá mà không biết làm sao, thì lúc đó thấy cửa tư vấn mở nên tôi vô đại à. Tôi nghĩ chắc là có duyên đó. Vậy anh đã liên lạc được với cô đó chưa? Chưa. Anh không nghĩ ra được nguyên do nào mà cô bỏ đi sao? Tôi muốn hỏi là nếu tôi gặp cô ấy thì tôi phải nói làm sao để cô ấy đừng buồn tôi thôi. Anh này lạ ghê đó nha. Cổ là người bỏ đi, đáng lẽ ra người buồn phải là anh. Sao anh cứ lo cho cổ hoài vậy? Hay là hai người có vấn đề? Anh mà không nói thì tôi không giúp được gì đâu nha. Cô Nguyệt à, tôi mời cô ra ngoài uống nước với tôi nha. Chứ ở đây nói chuyện tôi thấy không thoải mái lắm. Thôi được. Thôi về tới nhà rồi nghe chưa? Cháu cố của tôi nè. Đây đây đây, ông chỗ nào ông chờ. Ôi, ngoan nha. Về tới nhà nó khỏe gì đâu á. Xong rồi đó. Giờ để hai đứa nó lại đây. Con lo con ôn thi lại đi để thi đại học. Má, nhỏ mới sanh xong mà chưa về tới nhà bắt học rồi, từ từ chứ. Từ từ cái gì? Không có lấy được cái bằng đại học là tao cho hai đứa này đi luôn à. Trời đất. À, má yên tâm đi, trong ngoại của má thế nào cũng có bằng đại học mà. Làm sao có được mẹ? Mình mua con. Ngoại có cho thằng Linh tới đây đâu, lấy ai mà ôn thi cho con? Ôn thi hả? Ôn thi riết là loại ra hai đứa này rồi còn đòi ôn thi nữa. Muốn gì nữa đây? Bây giờ trên đời này có một mình nó ôn thi được không phải không? Ngoại, má nói sao á, chứ con là con thấy thằng Linh nó cũng tốt mà. Tốt hả? Tốt mà. Mà sao ngoại? Mà gì không nói nhiều. Để cái chuyện đó tôi lo. Tôi sẽ mời gia sư về dạy còn tốt hơn gấp mấy nữa. Anh nói đi, tôi nghe. Thực ra Hạnh, cô tên là Hạnh. Hạnh muốn tụi tôi gần gũi nhau. Nhưng mà lúc đó tôi chưa chuẩn bị tinh thần nên cô bỏ đi. Vì vậy thôi mà cô bỏ đi sao? Không, tại tôi từ chối. Tôi chỉ sợ là Hạnh nghĩ tôi không thương Hạnh. Tức là anh bị trục trặc cái gì đó về năm qua. Sao anh không nói cho Hạnh biết gì vấn đề của mình? Lần nào biết ra người ta cũng bỏ tôi hết. Vì vậy mà tôi rất sợ. Nghĩa là anh đã từng có kinh nghiệm về chuyện gì rồi. Như vậy anh phải chuẩn bị tinh thần cho đối tác chứ. Tôi chỉ cần một người đừng quan tâm chuyện đó thôi. Và tôi cần một người bạn tâm giao với mình. Mà sao khó quá chị? Anh đang đòi hỏi cấp độ cao nhất của mối quan hệ giữa nam và nữ. Đương nhiên là khó khăn rồi. Nhưng đó là kiểu quan hệ đẹp nhất mà người ta có được. Chị cũng nghĩ như vậy sao? Tôi nghĩ vậy. Còn chuyện kia, nếu như anh cần chuẩn bị trước khi, thì chỉ cần nói cho đối tác biết, để cả hai cùng chuẩn bị là ổn thôi. À,
nói chuyện với chị sẽ thoải mái hơn. Chị chắc là có nhiều người thích chị lắm đúng không? Tôi chỉ làm công việc của tôi thôi. Tôi có thể gặp lại chị được không? Lâu lâu thì ai cũng cần nói chuyện mà. Làm sao mà mọi sự có thể suôn sẻ dễ dàng như vậy chứ? Hay là tên người ngoài đàn kia? Biết đâu mình gặp may thật. Chào em. Em chào chị. Chào chị. Chào ngồi đi chị. Em thiệt em cảm ơn chị nhiều lắm. Không biết chị nói gì với vợ em mà em thấy tâm trạng mấy ngày nay giờ em đỡ nhiều rồi. Không phải nhờ tôi mà là nhờ mấy đứa nhỏ đó. Thật ra tôi thấy Hòa quấn quýt với mấy đứa nhỏ dữ lắm. Vợ em nhớ con lắm. Đúng là có ông trời giúp, tự nhiên lại có mấy đứa nhỏ. Không phải ông trời mà cũng không phải là mấy đứa nhỏ đâu, mà là Duy đó. Duy có biết là Duy quan trọng với Hoa lắm không? Nhất là lúc này. Em cũng hy vọng vậy. À, chị Điệp. Vợ em có nói với chị là... Nói cái gì? Dạ thôi. Em tới để cảm ơn vậy thôi hả? Dạ thôi. Em chào chị, em về. Có gì chị giúp em nha. Thôi được rồi, yên tâm nghe. Dạ. Dạ em chào chị. Chào em. Điệp à? Dạ. Chuyện lần trước á, chị đã nói rồi thì Điệp tính sao? Chị cho thêm thời gian nữa được không? Một tuần. Tôi chỉ có thể cho Điệp một tuần thôi. Nếu như tuần sau mà Điệp còn nấn ná ở đây thì tôi sẽ phải làm việc mình phải làm thôi. Ủa anh? Anh ngồi đi. Anh tới đây có chuyện gì không? Sáng nay gặp má cho nên ngại quá không tiện. Anh có quà gửi cho bé Tú nè. Nhà em gửi cho con dùm. Em à, má ghét anh thì ghét, nhưng mà con cháu anh thì phải cho anh cái quyền thăm nó chứ. Với lại thằng Linh, dầu gì dầu thì nó là cha của mấy đứa nhỏ, không cho nó gặp con nó đó là phạm luật đó. Vậy bây giờ anh tới gặp má rồi nói luật với má đi. Sao dám? Hay là em rủ má ra khỏi nhà. Trời đất ơi. Anh đến anh thăm mấy đứa nhỏ. Làm sao được, má suốt ngày ở nhà. Tìm cách đi. Thôi được rồi, để em nghĩ cách coi, rồi có gì em sẽ báo cho anh biết. Không biết. Bà có nói chuyện đó. Qua đây nhận thức của mình không đặt. Phải khi mình có cái làm họ. Nhưng mà bà biết không biết gì lại. Bà có giận mình. Anh biết em nhận thư tình mà anh không ghen sao? Hay là anh chán em rồi? À, em biết mà. Anh viết thư để trị bệnh cho em. Anh nghĩ là em điên hả? Sao lại làm như vậy với em hả? Anh nói đi. Không được. Mình không được lộ ra. Nhưng mà sao bà không nói cho mình biết là qua đang bị thương của người ta? Chính là ai biết mình lại tham gia vô cái trò này. Sao dạo này anh thấy em tươi tắn quá vậy? Bộ có ai trồng cây si hả? Em không có giỡn nổi đâu nha. Sao? Có chuyện gì? Công việc hay là chuyện nhà? Cái nào cũng có chuyện hết trơn. Em muốn điên lên luôn đây nè. Sao mà điên? Chuyện nhà thì Tú nó mẹ tròn con vuông là ok rồi. Nay mai á lo cho nó đi học lại là xong. Còn công việc á thì em là Kim Điệp mà. Kim Điệp thì không có cái ca nào phải bó tay mà. Ca khó nhất không phải của khách mà là của em đây nè. Chắc có lẽ là kỳ này em không qua khỏi rồi. Là chuyện gì? Chắc có lẽ em phải nghỉ việc thôi. Nghỉ? Sao phải nghỉ?
Em thấy mệt mỏi hả? Mệt, sợ, rồi lo. Tất cả đủ hết. Anh thấy không giống em. Anh nói vậy là sao? Tại vì Kim Điệp mà anh biết là không sợ gì hết. Em lỡ đi quá xa rồi, bây giờ không dừng lại được nữa. Chính vì đã đi xa, em không thể dừng lại. Phải nghĩ tới mình, tới con mình. Bây giờ em là chỗ dựa duy nhất của gia đình em có biết không? Đi cũng dở, mà ở cũng không xong. Mà bữa nay anh kêu em tới có việc gì không? À, tính hỏi em rảnh không? Rủ em đi với anh mấy bữa. Đi đâu? Tới một nơi mà ở đó anh không nhìn thấy em được. Nói gì thấy ghê vậy? À, anh tính chia tay em để lấy vợ phải không? Để coi. Sao anh vẫn dai vậy? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là em không bao giờ đi với người đàn ông lăng nhăng. Chuẩn bị hết cơ hội lăng nhăng rồi. Anh muốn chia sẻ với em đời trai hạnh phúc ngắn ngủi còn lại. Em không có rảnh. Sao anh không rủ mấy cô trong danh sách của anh đó? Mấy cô đó chỉ để làm chuyện khác thôi. Nói chớ không rảnh thì thôi, anh nói giỡn mà. Em không có thời gian để giỡn với anh đâu. Em đi về đây. Nè, em có tính quay về với người cũ không? Để coi. Nè, anh chia tay đời trai vui vẻ nha. Còn như bệnh viện thăm nữa. Hả? Trời, cái gì đây? Còn đưa tiền nữa hả? Rồi sẽ phải hối hận. Gửi người phụ nữ bí ẩn của tôi. Hôm qua, lần đầu tiên anh được chứng kiến, em vừa đọc sách, vừa mỉm cười. Người đàn ông nào mới được chinh phục nhận được nụ cười đó, hẳn cũng rất hạnh phúc. Ước gì một ngày nào nụ cười đó sẽ dành riêng cho anh. Dạ chị. Xin chào. Em gửi về. Được rồi, em vô đây. Đi đi. Dạ chị. Cô kiếm ai? Cô muốn tư vấn hay là... Tôi muốn gặp giám đốc. Xin lỗi cô là... Tôi là vợ sao của chồng cô Kim Điệp. Hoa nè, dù đó là ai, em có cảm nhận niềm vui khi mỗi bước chân của em có ánh mắt người đó dõi theo không? Cái người này đúng là tinh tế. Đọc những lời trong thơ đó, ai mà không mơ đến một hoàng tử, đúng không nè? Hoa, khi cười như vậy, nhìn em rất là dễ chịu. Mà em đã tìm ra manh mối nào chưa? Em không chắc. Nhưng mà ai vậy? Nhưng không hiểu sao, chỉ có cảm giác là Duy đã biết được điều gì đó. Chỉ là cảm giác thôi à. Nhưng mà em có ý định là một lúc nào đó sẽ nói về những lá thư này cho Duy biết không? Giả sử em biết người đó là ai, em tính làm gì? Theo chị, em phải làm sao? Thì tùy em thôi.
nếu là người đáng ghét hay đáng yêu, để mình nên thẳng thừng hay nhẹ nhàng. Nhưng rốt cuộc là mình nên cảm ơn em ạ. Sao? Cô nói có chứng cứ rõ ràng hả? Ừ, rõ ràng. Em tới nói chuyện đâu đó hả? Không tránh xa chồng em ra, lại em quăng lên mạng cho coi. Khoan đã. Tại sao phải khoan hả chị? Theo tôi biết á, thì Điệp sắp nghỉ việc. Cứ để coi Điệp cư xử ra sao. Nếu như Điệp cứ tiếp tục quan hệ với chồng của cô, thì tôi sẽ giúp. Chị nói bà sắp nghỉ việc thiệt hả? Ừ. Chị mà không nói á, em làm ào ào. Cái xong bà nghỉ việc luôn. Còn gì nữa đâu mà mất. Rồi bỏ quay lại với chồng em. Công nhận là chị tốt thiệt đó. Tôi chỉ làm đúng chức năng của mình thôi. Đây là danh thiếp của tôi. Cô cứ cầm lấy. Rồi có gì sau này mình liên lạc với nhau. Dạ em cảm ơn chị. Anh chưa thay đồ chuẩn bị cho mổ kìa. Mổ hả? Cho tôi xin 5 phút nha. Trời, ai cho đem vô đây? Làm gì dữ vậy? Gỡ người nhà nè. Không có người nhà, anh tắt máy được không? Tắt rồi ai coi, mất ráng chịu à. Cho em giữ giùm anh luôn đi. Thôi mệt anh quá, đưa đây đi. Anh giao hết cuộc đời anh cho em luôn đó. Đi mổ mà có thương nhân theo, rồi ai nuôi? Thì em nuôi anh luôn đi. Mệt cho nội được quá, giỡn hoài, đi lẹ đi. Bà xã, anh về rồi nè. Hôm nay á, anh cho bà xã ăn món thịt kho trứng cút nè, mắm chưng nữa nè. Còn đồ xào á, thì có sẵn bếp. Cái anh nhờ tôi nói xào luôn, là món khổ qua xào trứng. Đang làm giữa chừng á, có khách hỏi mua. Anh đành phải nói dối hay là món ăn thử nghiệm, chưa có bán đâu. Ủa? Em nấu cơm rồi hả? Em nấu cơm làm chi? Tại anh muốn ăn cơm nóng, cho nên anh tính về rồi nấu luôn. Chứ không á, anh lấy cơm trong siêu thị luôn rồi. Để em nấu. Mà nè, hôm nay em tới chỗ chị Điệp á, có gì mới không? Nếu như sau này em thấy ổn rồi, thì em ở nhà đi, khỏi đến nữa. Em muốn đi. Em ở nhà, em có nhận được thư từ hay hóa đơn gì không? Không biết. Qua có tính nói cho mình biết. Nhưng dù sao, nhìn em vui lên, anh cũng bận lắm. Vô đi. Chị. Em à, ngồi đi. Tú nó khỏe không? Dạ khỏe, nhưng mà em thấy mệt. Chị à, em muốn xin nghỉ. Có phải tại Nguyệt không? Dạ không, là tại em muốn thôi à. Thật ra hiện tại bây giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm. Theo chị thì Nguyệt chỉ hiểu lầm thôi. Từ từ rồi. Không đâu chị à, thật ra là do em thôi. Em... em có một cuộc thi qua khôi học đường. Bên đó muốn nhờ mình cử em làm giám khảo. Em nhận đi. Giám khảo hả? Dạ thôi chị. Hay là chị kêu chị Nguyệt đi. Chứ người ta mời đích danh em. Nhưng mà thật ra bây giờ tâm trạng của em không thoải mái. Em sợ là em không có đủ tỉnh táo để mà... Cuộc thi có mời bên sở giáo dục nữa. Đây là cơ hội để cho Tú xin đi học lại đó em. Không bán nè. Không bán nè. Để cho nhà chú bỏ nè. Thôi dám ăn nè. Quăng luôn nè. Quăng hết nè. Quăng hết luôn. Bà không bán hả? Quăng hết luôn nè. Không bán hả? Bà đúng là quá đáng lắm. Quá đáng hả? Quá đáng hả? Cái này cũng quá đáng nè. Nói xong đứng lại. Nói xong đứng lại.
làm gì cô đứng ở đây vậy? Quăng hết nè. Không bán nè. Không bán nè. Cô có nghe bà la không? Bà chỉ ăn hiếp chồng thấy sợ luôn vậy đó. Một tay ổng lo hết việc nhà chứ bà có làm gì đâu. Chửi đã miệng đi, rồi có ngày ổng đi cho biết mặt. Không lo nhà cửa. Nghe nói ha, cái ông đó lãng mạn lắm. Rồi ngủ tôi nghe rồi nè. Ổng đàn, ổng hát hoài chứ gì đâu. Lấy nhầm cái bài vợ gì đâu. Trời ơi, giữ như quỷ gì đó. Cô ăn chè nha. Cho cô bịch chè nè. Cầm đi. Mà công nhận á, cô cũng sướng thiệt đó nha. Chồng của tôi á, cũng khó tính thấy mồ luôn à. Suốt ngày cứ nói tôi ăn ở không. Riết rồi á, càng ngày càng mập. Thôi, ăn chè đi nha. Tôi về nha. Con. Mẹ. Mệt quá phải không con? Con đâu có nghĩ là cực vậy đâu mẹ. Con muốn nhét tụi nó lại vô bụng quá không? Ừ. Trời đất ơi. Nhưng mà đến khi nhìn các con mình cười á, thì con lại không muốn điều đó nữa phải không? Ủa? Vậy là hồi trước mẹ cũng nghĩ như vậy hả? Chỉ thoáng qua thôi. Nhưng mà khi nghe tụi con gọi mẹ lần đầu, rồi nhìn tụi con đeo ba lô chạy vô lớp mẫu giáo, rồi mỗi năm lại gạch thêm một gạch ở trên cửa phòng, thì mẹ lại nghĩ con với Nô lại là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời của mẹ. Không biết chừng nào tụi nó mới đi học nữa. Bữa nay lớp con chụp hình tốt nghiệp á, con nhái nó gửi hình cho con. Con nhí nó nói nó muốn bỏ cái mặt con vô. Thì mai mốt tới lượt con thi thì Photoshop bỏ vô cũng được mà. Không biết chừng nào con mới được mặc cái áo đó nữa. Mà không biết có cơ hội đó không. Con thấy mệt quá à. Nè con, phải ráng lên chứ. Cả nhà đều đứng sau lưng con hết á. Con sẽ làm được mà. Dạ, thưa nhà tư vấn.